chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên cho Lan được gửi tới tất cả các quý vị khán giả lời chào và lời chúc sức khỏe. Câu chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ càng ngày càng có những cái tình tiết mà cho chúng ta cảm thấy rằng thực sự là một cái sự quyết liệt của cơ quan công an của tỉnh Long An. Mới đây thì trên báo Tuổi Trẻ Online có đăng một thông tin, đó là đã khởi tố và bắt tạm giam nhân vật thứ 6 tại tỉnh Thất Bồng Lai, đó chính là Lê Thanh Nhị Nguyên. Người thứ 6 liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt đó là Lê Thanh Nhị Nguyên. Liên quan đến vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai ngày 27 tháng 5 năm 2022, thông tin từ cơ quan công an của tỉnh Long An cho biết, cơ quan an ninh điều tra của cơ quan công an tỉnh vừa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Nhị Nguyên, 23 tuổi. Nguyên là người thứ 6 ở nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, thuộc căn hộ của bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà Cao Thị Cúc cũng bị bắt ngày 12 tháng 5. Bà Cúc đã bị khởi tố bắt tạm giam trong vụ án này. Trước đó thì cơ quan công an tỉnh Long An có thông báo về việc nhiều năm nay các cơ quan chức năng tỉnh Long An nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo của nhiều tổ chức cá nhân về hành vi sai phạm của một số trường hợp sinh sống tại căn hộ của bà Cao Thị Cúc, nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Vụ việc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận trên các trang mạng xã hội và đa số là rất bức xúc với các hành vi có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ để kêu gọi quyên góp tiền từ thiện trục lợi và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, luận loan gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Ngày 5 tháng 1, cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án. Bốn người bị khởi tố đầu tiên là ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi. Trong đó chỉ có bị can Lê Tùng Vân là được tại ngoại. Như vậy là ngày hôm nay đã bắt thêm bị can thứ 6, đó là Lê Thanh Nhị Nguyên. Và cũng ngày hôm nay thì rất nhiều tờ báo đã đưa tin Lê Thanh Nhị Nguyên, 23 tuổi, bị bắt với cáo buộc là đã giúp sức cho bà chủ tỉnh Thất Bồng Lai đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến công an của huyện Đức Hòa. Ngày 27 tháng 5, Nhị Nguyên bị công an tỉnh Long An điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo điều 331 của Bộ luật hình sự, do đã cùng nhiều người kéo đến trụ sở công an huyện Đức Hòa đòi Võ Thị Diễm My, cô gái bỏ nhà đi đến tỉnh Thất Bồng Lai, cơ sở thờ tự của bà Cao Thị Cúc để tu. Nguyên là bị can thứ 6 trong vụ án này. Hồi đầu tháng 1, Lê Thanh Hoàn Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi và Lê Thanh Trùng Dương, 26 tuổi cũng đã bị bắt tạm giam. 3 năm trước, Diễm My đã bỏ nhà đến tỉnh Thất Bồng Lai để tu cùng bà Cúc, ông Vân và khoảng 20 người khác. Gia đình cô nhiều lần tìm đến bắt con về nhưng không được và đã trình báo công an. Ngày 12 tháng 12 năm 2019, công an huyện Đức Hòa đã mời bà Cúc cùng cha mẹ của Diễm My lên trụ sở để làm việc. Cảnh sát đã yêu cầu giao Diễm My cho cha mẹ đưa về nhà để điều trị bệnh, nhưng bà Cúc và ông Vân cùng Nhất Nguyên, Nhị Nguyên không đồng ý. Những người này được cho là đã gây rối, quay phim chụp ảnh, vu khống lực lượng công an bắt cóc cô gái. Cơ quan điều tra cho rằng, sau khi rời khỏi trụ sở công an huyện, nhóm người này liên tục tụ tập la hét gây cản trở giao thông, an ninh trật tự. Đến trưa thì lực lượng chức năng can thiệp, nhóm bà Cúc mới chịu giải tán. Ngoài ra, những người ở tỉnh Thất Bồng Lai còn bị cơ quan công an tỉnh điều tra thêm dấu hiệu về tội luận loan, lừa đảo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện theo đơn tố giác. Hiện hộ bà Cúc nhận nuôi 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ em sống cùng với mẹ ruột và 2 trẻ em được nhận nuôi. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã xác định việc lập hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều tình tiết chưa đảm bảo quy định pháp luật, do đó chưa được Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây đồng ý. Như vậy rõ ràng là về việc xóa sổ cái động tà am với cái tên gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đã được cơ quan công an tỉnh Long An làm rất quyết liệt, và đây cũng là một cái tin vui cho chúng ta. Quay trở lại với câu chuyện là luật sư bào chữa cho chị Nguyễn Phương Hằng lùm xùm trong mấy ngày vừa qua, thì đối với trường hợp mà chúng ta hy vọng là luật sư Trương Thị Hòa, nhưng nếu như
luật sư Trương Thị Hòa với rất nhiều những cái điều kiện mà khó có thể trở thành luật sư bào chữa cho chị Nguyễn Phương Hằng, thì mới đây có tin rất là vui, tức là trên tab cộng đồng của luật sư Trần Quốc Dũ, trên tab cộng đồng của luật sư Trần Quốc Dũ có đăng một cái thông báo đăng ký bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Thì Lan nghĩ là ở trên này thì đề là cơ quan công an của tỉnh Long An, thì đấy là chắc là cái quyết định của cái vụ việc trước tại vụ Thiền Am bên bờ vũ trụ. Luật sư Trần Quốc Dũ có viết là việc nào đến trước thì lo trước, hy vọng một ngày sẽ là hàng ngũ luật sư bào chữa cho chị Hằng. Như vậy chúng ta thấy luật sư Kim cũng đã tình nguyện điện thoại cho anh Huỳnh Vi Dũng xin được làm luật sư bào chữa cho chị Nguyễn Phương Hằng. Và bây giờ thì luật sư Trần Quốc Dũ cũng chính thức ngỏ lời mong muốn được đứng trong hàng ngũ luật sư bào chữa cho chị Hằng trong thời gian tới. Thì chúng ta thấy như vậy là đối với cái việc mà bào chữa cho chị Nguyễn Phương Hằng thì cũng có rất nhiều những cái status nói rằng là không cần luật sư, chị Hằng cũng vẫn có thể tự bào chữa cho mình, bởi vì đối với chị là những người thật việc thật. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều những luật sư mà đã yêu quý và ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng từ trước tới nay, đã tình nguyện để làm luật sư bào chữa cho chị Nguyễn Phương Hằng. Thì như vậy chúng ta đã thấy rằng cái sự xuyên tạc của những người mà những cái phe chống đối chị Nguyễn Phương Hằng nói rằng là 20 luật sư đều từ chối, không ai bảo chữa cho chị Nguyễn Phương Hằng, thì đấy chính là một cái thông tin sai sự thật. Nhiều người nói rằng là trong vụ án này chỉ cần luật sư Trần Quốc Dũ và luật sư Kim thôi thì chắc chắn là chị Hằng cũng sẽ đủ cơ sở để có thể là tranh tụng cho cái việc làm phải của mình. Đối với câu chuyện Thiền Am bên bờ vũ trụ thì tung tích của Diễm My luôn là một chủ đề gây xôn xao mạng xã hội. Bê bối xoay quanh Tịnh Thất Bồng Lai khiến dư luận dậy sóng trong thời gian qua. Bên cạnh vấn đề huyết thống, sự mất tích bí ẩn của Diễm My, cô gái từng tu tập nơi đây cũng gây xôn xao, thậm chí tạo nên một trào lưu giải cứu Diễm My trên mạng xã hội. Trước đây bố Diễm My từng cho biết là con gái mình rất là ngoan hiền, biết lo toan. Tuy nhiên từ khi qua lại với nhóm Tịnh Thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi chóng mặt. Hiện tại tung tích của Diễm My vẫn đang là một cái dấu hỏi rất là lớn. Thông tin trên tờ Pháp Luật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết hiện nay cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đưa ra kết luận sai phạm tại Tịnh Thất Đồng Lai. Nhận định ban đầu Diễm My có thể là nhân chứng, là bị hại, là người liên quan, sẽ giúp cơ quan điều tra tìm kiếm và củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ Tịnh Thất Đồng Lai. Theo vị trí này, thời gian qua cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can Lê Hùng Vân và các bị can khác ở Tịnh Thất Đồng Lai cung cấp thông tin liên quan đến Diễm My nhưng đều không có kết quả. Quay trở lại câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng thì ngày hôm nay, cách đây mới có 1 giờ thôi, là ngày 27 tháng 5 năm 2022, trên trang cá nhân của bác Đặng Quang Quỳnh, bác có viết một bài: làm việc thiện từ tâm thì phải là người không trục lợi, không tham tiền bạc. Bài và ảnh của bác Đặng Quang Quỳnh: trong hơn 50 năm cầm bút viết báo chính thống của tôi đã chứng kiến những con người thật sự có tâm, sống nặng nghĩa tình, tự nguyện làm việc thiện giúp cho đời, cho người không hề toan tính thiệt hơn. Có hai cựu chiến binh là Phạm Trung Mão, thiếu tá, nguyên cán bộ Trung đoàn 10 đặc công, quê xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, và cựu chiến binh Nguyễn Cứ, nguyên phó ban liên lạc, cựu chiến binh Sư 9, quê ở Bến Tre. Cả hai anh là những tấm gương sáng về việc làm việc thiện, nghĩa tình với đồng đội và với nhân dân. Tôi rất cảm phục các anh và đã cầm bút viết về việc làm của các anh, các đồng đội đầy cảm xúc và trân trọng. Nhưng tôi cũng rất buồn khi thấy trong xã hội thời nay có không ít những kẻ mượn hoa cúng Phật, lợi dụng việc làm từ thiện để trục lợi, đi tìm mộ liệt sĩ cũng tìm đủ thủ đoạn để ăn như là nhà ngoại cảm dởm mới bị phanh phui. Và nhờ vào drama của CEO Nguyễn Phương Hằng thì tôi mới thấy được những gương mặt mốc trong làng báo, truyền thông, trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và cả trong nơi tịnh thất từ tại gia, người ta cũng lợi dụng từ thiện để kiếm trác. Tôi nhìn thấy ngay trên mạng xã hội không ít những người lập các kênh YouTube, Facebook, TikTok trục lợi một cách tinh vi. Những người này livestream khoảng 1 giờ đồng hồ, nói liên thuyên sàm sàm những vấn đề về xã hội đang nóng. Có vài chục ngàn người, vài trăm ngàn người theo dõi một câu là chốt cuối cùng chào mời mua hàng. Quả là nhất cử lưỡng tiện, vừa nhận được tiền của nhà đài, vừa bán được hàng hóa với số lượng doanh thu cao. Những người làm YouTube đu bám vào drama của CEO Nguyễn Phương Hằng lại còn nhận được tình cảm từ các fan của CEO nữa chứ. Nhiều người lầm tưởng về lòng tốt, sự cảm thông của họ là bảo vệ cho cô Hằng.
Cho nên cứ vô tư nhưng không đâu, chớ vội tin, chấp lưỡi đầu môi. Cổ nhân đã dạy rằng những người làm thiện thì không nói. Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Uy Dũng là ví dụ tiêu biểu đó. Trước đây bỏ ra biết bao nhiêu ngàn tỷ đồng nhưng không nói, không ai biết. Còn bao kẻ khác nó huy động tiền của Mạnh Thường Quân, rồi vừa được ăn vừa được nói, lại vừa được gói mang về. Đến lúc Phương Hằng ngộ ra tiền mất tiếng mang thì mới tố cáo thần y Võ Hoàng Yên thì cũng đã muộn. Mọi người đã xem phim Tể tướng Lưu Gù hẳn không quên Hòa Thân, và Lưu Dung thì biết để làm người tử tế đâu có dễ. Hay lời phát biểu của cô giáo ở tỉnh Hòa Bình, khi tất cả mọi người đều gù, có mỗi một mình là lưng thẳng thì sẽ bị coi là dị dạng đó sao? Cổ học Tinh Hoa cũng đã chép, nước trong không có cá, người tốt quá cũng không có ai chơi. Dẫu biết thời nay sử dụng công nghệ thông tin là để câu cơm, nhưng đừng quá chớn, đừng tưởng tất cả mọi người không ai biết ai vô tư, ai có dã tâm trục lợi. Những chiêu trò của mấy trẻ trâu, của mấy đứa lưu manh giả danh trí thức, nay nhờ công nghệ thông tin để lừa được nhiều người. Nhưng với mỗ thì hãy đợi đấy, đợi Tết Công Gô nha. Cảnh báo cùng với các bạn, các em, các cháu cùng biết để nhận ra ai là chính, ai là tà. Chúc ngày cuối tuần vui vẻ. Bác Đặng Quang Quỳnh thì cũng rất là châm biếm và cũng rất là hài hước, nhưng mà bác cũng rất là thẳng. Cho nên thực ra thì người ta nói rồi, sự thật thì hay mất lòng. Hay nhắc lại câu của bác Đặng Quang Quỳnh là nước trong quá thì không có cá, và người cứ ngay thẳng quá thì cũng không có ai chơi. Cái bài viết này thì bác Đặng Quang Quỳnh có lẽ là có một cái gì đấy cũng đang hơi bức xúc. Thì Lan nghĩ có lẽ là sau khi mà bác viết về chị Phương Dung Lê và có những cái bài viết của chị Phương Dung Lê thì có một số YouTuber cũng lên phản biện lại. Nhưng mà thôi thì bác Đặng Quang Quỳnh cũng có người hiểu theo hướng tích cực, cũng có người hiểu theo cái hướng chưa được tích cực. Thì trên cái comment, bạn Hồng Nhiên cũng có đăng một cái dòng an ủi bác Đặng Quang Quỳnh như sau: cháu biết bác đang rất buồn và bức xúc một số YouTuber quá nâng quan điểm của mình. Bác thông cảm vì họ không đủ tầm nhìn ra vấn đề, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ nói theo cảm tính và suy đoán. Hy vọng sau lần này họ rút ra bài học cho mình và biết giới hạn của mình. Chúc bác buổi chiều vui vẻ. Thì thực ra thì Lan cũng nghe rất nhiều người phản biện về nhà báo Phương Dung Lê. Thì thực tình ra mà nói thì Lan cũng thấy là mọi người đang có những cái suy nghĩ nó cũng chưa thực sự là đã thấu đáo. Thôi thì ai cũng có quyền nêu lên những cái quan điểm của mình. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye.